Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Hoa Lan của em. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người cách mình chăm sóc một cây lan ngọc điểm đang nụ. Thì trước tiên em mời mọi người coi, có những cái nụ nó đang bắt đầu nhú ra. Đây ạ. Cây này thì được hai nụ. Đây ạ, hai lá song song với nhau được hai nụ. Đây là một cây lan ngọc điểm Thái. Mọi người có thể thấy cái đầu rễ của nó rất là mập. Thì hôm nay em xin chia sẻ với mọi người chăm sóc cây lan ngọc điểm đang nụ mà nó vẫn có thể đi rễ, được. Em đã có video cách đây gần 1 năm rồi, cũng chia sẻ về vấn đề chăm sóc cây lan ngọc điểm để nó có bộ rễ đẹp, khỏe, lúc nào cũng có đầu rễ non. Mọi người thấy không ạ? Những cái rễ rất là đẹp. Đây ạ, những cái rễ già nó vẫn đi được. Em bỏ phân tán chậm cho nó đây nha cả nhà. Thì hôm nay em xin chia sẻ với mọi người chúng ta dùng lá nha đam để mình chăm sóc nó. Khi cây lan ngọc điểm đang nụ thì đây là em chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn, nhà mình có nhiều lá nha đam, mình có thể xay ra. Một lá này xay ra hòa với 3 lít nước. Một lá nhỏ thôi nha cả nhà, còn lá to mình hòa 5 đến 10 lít nước. Mình có thể pha chung với 6-30-30. Đây ạ, mình tưới hoặc là 20 đều. Hôm nay em sẽ dùng 6-30-30. Khi cây lan đang nụ mình vẫn có thể dùng 6-30-30. Trong suốt quá trình chăm sóc mình phải hòa cho thật tan nha cả nhà. Mọi người hòa tan ra xong hẵng chế vô, còn em làm video á, cho nên là nó sẽ hơi khó nha. Mình cho nha đam vô rồi thì giờ mình sẽ khó hòa, nó sẽ không tan được. Mình hòa tan xong mình mới chế vô nha cả nhà. Thì cây lan của mình nó sẽ lấy được dinh dưỡng, xịt hoặc tưới cho nó. Cái này là nó khó tan hơn này, tại vì nó có cái dịch lá nha đam này này. Mọi hôm là em hòa đánh tan ra xong em mới xay lá nha đam em cho một cái bình lớn, bình 16 lít em xịt. Nhưng mà hôm nay thì em làm video cho nên là nếu mà làm cách đó thì nó hơi lâu, cho nên em phải làm cách này. Mọi người thấy nó ra nhớt không ạ? Một lá nha đam, cái này em chỉ lấy có hai khúc nhỏ thôi nha. Cô chú anh chị và các bạn có thể pha cho nó là 3 lít nước mình xay ra xong mình pha thêm 1 gam 6-30-30 nữa rồi mình tưới. Tưới đẫm vào cái phần gốc nha cả nhà. Đó, tưới đẫm vào phần gốc mình xịt. Mình có thể xịt lên lá và bắt buộc mình cũng phải xịt lại sau 3 tiếng. Sau 3 tiếng mình tưới phân nha. Mình xịt đều lên lá luôn nha. Như vậy cây lan của mình nó có B12. B12 là trong lá nha đam có thành phần B12 á mọi người. Lúc nào nó cũng có. Đó, em tưới chút xíu nữa em sẽ xịt, chút xíu nữa em sẽ pha ra em xịt nha. Tại vì bây giờ em đang làm video nó hơi khó này, nó chưa tan ra được này. Tức là mọi người nên hòa tan ra, hòa tan phân bón ra rồi mình mới pha với lá nha đam, nó sẽ hiệu quả hơn nha. Trong lá nha đam có thành phần B1, nó sẽ lưu dẫn cái lượng phân bón này rất là hay luôn ạ. Khi pha lá nha đam mình không cần phải pha B1 nữa, tiết kiệm được B1. Và trong lá nha đam có thành phần B12, nó giúp cây lan của mình đang có nụ luôn luôn được xanh lá, tốt lá và lá dày. Nhưng tưới vậy vẫn chưa đủ trong quá trình cây lan phát triển. Mọi người phải bổ sung thêm canxi bo cho nó. Em đã chia sẻ rất là nhiều rồi, muốn cây lan có nhiều hoa và hạn chế rụng nụ thì mình nên bổ sung thêm canxi bo cho nó để nó hạn chế rụng nụ. Canxi nó sẽ giúp cành hoa dài hơn, và bo thì nó sẽ hạn chế rụng nụ rất là tốt trong quá trình chăm sóc cây lan. Canxi bo mình chỉ cần tưới 2 tuần một lần thôi nha cả nhà, không cần tưới nhiều lắm. Tưới nhiều thì nó cũng dư á, dư canxi thì cái cành hoa có khi nó sẽ bị giòn nha cô chú anh chị. Đó là chút ít kinh nghiệm chăm sóc lan ngọc điểm đang hoa trong suốt quá trình cây lan nó phát triển. Khi mình dùng lá nha đam định kỳ thì cô chú anh chị và các bạn không nên dùng nhiều lắm đâu, 1 tuần hoặc là 2 tuần một lần thôi. Nhưng cái lá nha đam nó sẽ làm cây lan của mình nó lúc nào nó cũng có cái đầu rễ non này này. Khi nó giải độc luôn nha, thành phần B12 trong lá nha đam nó sẽ giải độc lượng phân thuốc tồn dư trên cây lan của mình, nó rất là tốt, đặc biệt là cây lan ngọc điểm, để giúp cây lan của mình hạn chế thôi nha, chứ không hoàn toàn được đâu. Nó chỉ hạn chế bị rớt lá chân, vàng lá chân do trong quá trình ra hoa. Nếu mà cây lan nó thiếu chất, nó sẽ bị bỏ lá chân để nuôi nụ. Đó là hiện tượng mà hay xảy ra khi cây lan của mình đang có nụ mà cứ bị vàng lá chân, rớt lá chân.
Nhà em cũng có trường hợp bị vậy chứ không phải là không nha cả nhà. Thì đây là chút ít kinh nghiệm riêng của em. Nếu mọi người thấy video của em hữu ích, hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh. Có thể chia sẻ video để đồng hành cùng em nha mọi người. Cách này thì mình chỉ làm một tuần một lần thôi. Ví dụ như, tại vì có một số cô chú anh chị và các bạn không biết là mình có thể pha chung phân bón kết hợp loại nào với loại nào, thì hôm nay em chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn có thể kết hợp được với 20 đều hoặc 60-30-30, tỷ lệ là 1 lít. 1 lít nước, một lá nha đam nhỏ thì mình xay ra mình pha với 3 lít nước, mình có thể pha vô đó thêm 1 gam 60-30-30 hoặc 20 đều gì đó ha cả nhà ha. Như vậy cây lan của mình nó sẽ phát triển tốt trong quá trình chăm sóc nụ. Nhưng phải bổ sung thêm canxi bo cho nó để nó hạn chế rụng nụ. Và mình vẫn phải chăm sóc làm sao mình phải bổ sung thêm 20 đều và 60-30 để cho nó có đạm, lân và kali, để cho nó đẩy cái nụ này ra, nó hình thành tốt. Còn cây lan ngọc điểm á, mình không tưới phân bón thì nó vẫn nở hoa bình thường, nhưng nó chỉ có ít hoa và hoa nó cũng có thể nhanh tàn. 60-30-30 thì nó có lân và kali trong đó, nhưng mọi người không nên tưới nhiều nha cô chú anh chị. Nếu dư kali thì lá nó sẽ bị già đi, nó sẽ bị già lá rất là nhanh luôn á. Nó già lá thì nó cũng dẫn đến hiện tượng bị vàng lá và rớt lá nhé. Bổ sung kali rất là tốt trong quá trình cây lan đang có nụ, nhưng không được dư. Nếu dư nó cũng xảy ra hiện tượng bị vàng lá. Đó là chút ít kinh nghiệm của em trong suốt quá trình em chơi lan này, em đúc kết được kinh nghiệm. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.